Wat Buk Yong nâng Wat Dam Ampel thi rung khách tiết châu cứ thả tốt tầng phí ni nâng lớp được quốc tà lan hái cứ thả chanh tiết nè Wat Buk Yong chanh Wat Tay Apu Ye hay Wat Dam Ampel cứ thả chanh tốt quá trong tầng phí bì lớp ni nằm bày sự khâm tố được quốc tà lan hái chanh Wat Buk Yong nâng Wat Dam Ampel cứ thả tốt tốt nà đại bài quốc nè nằm bày tốt được quốc tà lan hái chanh Dam Ampel cứ thả tốt 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 rất là quan trọng và cực kỳ hấp dẫn là những gì đang diễn ra ở trận đấu mang tính then chốt này giữa Băng Kha Yon của Mỹ Tú và Sẻo Me của Vĩnh Châu. Sẻo Me bơi bên phía khán đài, ghe số 1 trong trang phục màu cam đang từ từ vượt lên. Sẻo Me đang từ từ vượt lên, chúng ta thấy Sẻo Me đang từ từ vượt lên như vậy là Sẻo